Vâng, linh kiện 7.9 xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay bên mình sẽ tiến hành test bao gồm 10 mạch khuếch đại 2.1, 2.0. Thì video ngày hôm nay mình sẽ test cái mã sản phẩm của nó là từ A71 đến A80. Thì hiện tại sản phẩm này bên em đang cung cấp với cái giá của nó là 205.000, 205.000 một cái mạch này nhé. Thì đi kèm cái bộ phụ kiện của nó sẽ bao gồm cái núm xoay và những cái con đệm ốc để các bạn bắt vào mạch nhé, và một cái jack ba chân, jack tín hiệu. Ok, và nếu các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào ứng dụng mua hàng như là Shopee, Sendo và Lazada. Các bạn đặt hàng và tìm kiếm Shopee mình có tên là linh kiện 789 nhé. Ok, thì đi vào cái cách kết nối cái mạch này như sau. Đầu tiên là các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái nguồn DC từ 12 đến 24V. Đó. Tốt nhất là các bạn cần chuẩn bị cái nguồn 24V thì tốt hợp hơn, là vì nó sẽ hoạt động được hết cái công suất của nó nhé. Nó sẽ cho ra hai kênh. Hai kênh này mỗi một kênh của nó là 100W. Đó, một trên 100W. Thì đầu ra loa các bạn kết nối vào hai cái đầu ngoài cùng của cái jack xanh xanh. Còn cái đầu ở giữa là các jack kết nối nguồn DC. Tín hiệu đầu vào, các bạn có hai sự lựa chọn, đó là một cái jack này jack AV các bạn kết nối vào. Và ngoài ra nó bên cạnh đó là cái jack ba chân. Kết nối ba chân bên cạnh cái chiết áp. Chiết áp này thì có một chiết áp chỉnh âm lượng thôi. Đó. Phía mặt sau này, phía mặt trước. Và nó sử dụng cái chip khuếch đại Galaxy TDA7498. Cái này thì mạch này sử dụng chip khuếch đại Galaxy, cho nên là cái hiệu suất nó cho ra là rất là cao. Ok. Ở đây em có kết nối sẵn một cái bộ ở đây rồi. Và nhạc. Nhạc hôm nay em sử dụng cái bài nhạc Electroline này em test nhạc nhé. Từng kênh loa một nhé. Ok, em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để cái hàng này.
Ok, như vậy là toàn bộ 10 sản phẩm hôm nay mình test là hoạt động rất là tốt nhé, không vấn đề gì. Và rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và gặp lại sản phẩm tiếp theo.